Chúc mừng tất cả các bác là trong những khách hàng may mắn nhất khi nhận được cái chương trình khuyến mãi miễn phí, rất nhiều quà tặng của Đồ Gỗ Thiên Phú nhân dịp là 11 năm ngày thành lập. Cơ sở nhà em tặng cho 68 bác nào nhanh tay nhất nhấn vào link đăng ký, cơ sở nhà em tặng hoàn toàn miễn phí một bộ combo cây trà trị giá 1,5 triệu, một bộ vòng phong thủy trị giá trị lên đến gần 2 triệu đồng, ngoài ra còn có voucher giảm giá trị giá 5 triệu, rất nhiều sản phẩm khác trên kênh. Các bác chỉ cần đăng ký vào link để nhận quà. Mời các bác gọi là thưởng thức cái nét đẹp của vân gỗ tự nhiên. Đây các bác nhìn trên màn hình này, vân của nó gọi là quằn quại luôn các bác ạ, nó gọi là đỉnh cao của vân. Vâng, xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay em biên giới thiệu đến các bác một kiệt tác của tạo hóa của thiên nhiên các bác nhá. Bộ sản phẩm Minh Quốc Đào Chim, chất liệu là bằng gỗ hương đá, hàng trọn vân, thậm chí cái ghế còn có vân lưu luôn các bác nhá. Hàng cực kỳ đẹp, độc lạ và đẳng cấp. Bộ sản phẩm này cơ sở nhà em làm gồm 6 món các bác nhá. Một đoạn dài này, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một đôn ngồi, bộ 6 món. Kích thước tổng thể kê bộ sản phẩm này, chiều rộng thì nó rơi vào là 2m7 các bác nhá. Chiều dài là 2m1, dài theo đoạn. Và tổng thể bộ sản phẩm này, hiện tại thì cơ sở nhà em đang bán bộ sản phẩm hàng bình thường. Đấy, không được chọn vân đẹp thì nó rơi vào là 39.800. Còn bộ sản phẩm này là hàng chọn siêu vân, cơ sở nhà em bán với giá là 45 triệu. Một tin rất vui em muốn chia sẻ với các bác là bộ sản phẩm này cơ sở nhà em là chưa có chủ nhân. Thì các bác nào nhanh tay đặt hàng bộ sản phẩm này, nó là sản phẩm hàng vân đẹp tự nhiên. Nói thật với các bác là không có bộ thứ hai. Thì bây giờ thì em xin mời các bác đi vào kích thước chi tiết và đặc biệt là cái phần vân của bộ sản phẩm này chi tiết nó đẹp như thế nào các bác nhá. Mời các bác gọi là thưởng thức cái nét đẹp của vân gỗ tự nhiên các bác ạ. Đây các bác nhìn trên màn hình này, vân của nó gọi là quằn quại luôn các bạn, nó gọi là đỉnh cao của vân. Đấy các bạn nhìn này, vân nó là rất là tự nhiên, nó đẹp, nó không theo cái thể thống gì. Các bạn nhìn vân nó quằn quại với nhau. Đây là vân mặt đoản nhé các bạn nhá. Và cái mặt đoản này thì tiện thể em giới thiệu luôn đến đại gia đình nhà mình là nó kích thước là dày là 1/4. Cái mặt ván này dày 1/4 này. Cái khuôn tranh này cơ sở nhà em pha dày là 2/6. Đều chọn vân, vén cong, dạ cong, yếm cong. Phần trương này cũng chọn vân này, các bạn nhìn này, các bạn chiêm ngưỡng những cái đường nét vân tự nhiên này các bạn nhìn. Đẹp long lanh luôn, đẹp từ trương cho đến cột. Trương này cơ sở nhà em pha liền khối, dày là 10 phân các bạn nhá. Trương này dày 10 phân, đục kênh bong, Minh Quốc đào chim này, quả đào này, có chim này. Đây các bạn nhìn này, rất là đẹp này. Vách tựa lưng thì cơ sở nhà em là pha vách liền, dày 3 phân, vén cong, đục là tứ quý, thông cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Ở giữa thì đục là hoa sen. Và cái vách này cơ sở nhà em lại đục bóng te nha các bạn nhá, rất là đẹp. Cột hàng không tâm mà vân quằn quại này, đẹp long lanh này cái cột này. Đây các bạn nhìn cái cột bên này nữa này, vân nó xoáy rất là đẹp này, vân tự nhiên. Và cái te dưới này cũng được chọn vân nha các bạn nhá. Đây cái te dưới này vân xoáy rất là đẹp này, quằn quại luôn, cực kỳ đẹp. Tiếp theo em giới thiệu đến toàn thể đại gia đình nhà mình đây cái ghế đơn. Cái ghế đơn này là cơ sở nhà em làm cao là 1m17, rộng là rơi vào 95 phủ bì, sâu là 65 phủ bì. Đây phần trương này cơ sở nhà em làm đây các bạn nhìn này, vân veo chọn này, đục quả đào con chim này, làm rất tỉ mẩn, sơn bu màu O7 chống xước, nó mịn màng từ trong lỗ này các bạn này, mịn từ trong lỗ đi ra ngoài này, vân veo này, đẹp long lanh luôn các bạn nhá. Vách tựa lưng thì cũng là vách liền vén cong dày 3 phân, vách này đục là tích cây mai. Cột này các bạn nhìn này, đấy cột vân loang này, cột hàng không tâm vân cực kỳ đẹp luôn. Đây các bạn nhìn cái ván mặt này, nó đẹp quằn quại luôn. Nó là kinh điển của kinh điển, các bạn nhìn vân. Và sờ nó mát, mịn, lì tít luôn các bạn nhá. Rất là đẹp luôn, tay này, vị ché luôn. Đây là cái ghế này, có đây. Cái ghế bên này nó thậm chí nó còn có vân lu luôn các bạn nhá. Đây cái ghế đơn bên này. Các bác chiêm ngưỡng cái phần vân veo này. Cột này các bạn nhìn này, vân loang cột này, nó đẹp long lanh luôn, hàng đã không tì vết rồi, cột đẹp, trương đẹp, vân loang này. Ở dưới này, vách tựa lưng này là đục, là cây cúc nha các bạn nhá. Mặt này các bạn nhìn cái mặt này, mặt này là lưu chân chó này. Đấy, nếu mà chọn được cả một bộ ghế mà lưu chân chó như này các bạn nhá, giá nó đắt gấp 3 đến 4 lần so với sản phẩm bình thường. Và giá trị của nó là vô giá nha các bạn nhá. Đây cái mặt này là vân lưu chân chó này, rất là đẹp và đỉnh cao. Và sơn thì em sơn BU mà chống xước, sờ nó mịn ché luôn các bạn nhìn này. Vân veo đẹp chọn lựa từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Và bộ sản phẩm này nó là duy nhất các bạn nhá, nó là gỗ tự nhiên. Nếu các bác đặt em mà hàng dày, đấy, hàng đục kênh bong thì rất đơn giản.
Nhưng mà cái hàng vẫn đẹp như này, nói thật với các bác đặt em cũng không dám nhận. Nói thật với các bác là nó rất rất là đỉnh cao bộ sản phẩm này. Và bác nào mà có cơ hội, có duyên xem được video này thì hãy nhanh tay gọi điện cho cơ sở nhà em qua số điện thoại trên màn hình để đặt hàng bộ sản phẩm này. Hiện tại bộ sản phẩm này nó là hàng cực độc và cực hiếm. Tiếp theo em giới thiệu thêm cho các bác cái đôn kẹp là rộng 40x50 các bác nhá, và có ngăn kéo để chè và thuốc này. Và cái bàn thì là rộng 66 phân, dài là 1m4, vén cong hai đầu đấy, và cũng có ngăn kéo hai bên để chè và thuốc coi nhá. Hiếm thì đục hoa là tây, chân là chân 12, cột 12. Một cái đôn ngồi đây các bác nhìn này, cái đôn ngồi này cũng là lu chân chó luôn các bác nhìn này, kinh không? Cái đôn ngồi này cũng vẫn lu đẹp luôn, rất đỉnh cao bộ sản phẩm này. Và tổng thể là cơ sở em đã giới thiệu xong cho các bác bộ sản phẩm này rồi. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm ủng hộ xem video của cơ sở nhà em. Chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới thật là vui và tràn đầy năng lượng. Còn qua đây thì em cũng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ xuất đồ gỗ Thiên Phú trong thời gian vừa qua. Và bây giờ em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào.